clothes smelling like trees. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đây, vừa vô thấy ha há là các bạn biết là nhân vật Joker rồi. Đây là thuyền trưởng của chúng ta các bạn ạ, có tên là người lái tàu hỏa. Đây là bộ trang phục B, một cái chuỗi series là cái phần thứ hai mà mình đang làm về cái bộ những cái bộ skin B trong đợt cầu mùa này. Đợt này giờ thì mình mới biết là có một sự khác nhau. Trước kia là có cái ông Raycapper người gác mộ ấy, có tên là cái gì nhỉ, trưởng tàu. Mình nghĩ ẩu na ná giống ông thuyền phó quá vậy, nhưng mà không phải. Ông thuyền phó là ông lái thuyền linh tinh, còn trưởng tàu là bên tàu hỏa. Đâm ra chủ đề của những bộ trang phục này liên quan đến tàu hỏa, chở bà thím Fiona đi chơi đi công việc, đi công tác, kiểu như vậy. Đây là tài xế ngon lành cành đào, gặp bé mèo. Chú thì cứ chạy đi, tôi biết chú. Cái khả năng cai của lính thuê thì không phải bàn thôi. Và dĩ nhiên là mình sẽ phải đổi mục tiêu, không thể nào mà cứ dí lính thuê mãi như vậy được. Bạn nào mà kiểu như là cai mà lái mà yếu á, thì mình nghĩ là lên là lắp cái đầu tên lửa thôi. Từ từ lắp thêm cái đuôi tên lửa nữa thì nó phóng rất là nhanh, khó điều khiển cực kỳ luôn ấy. Úi úi úi, hôm nay mình lên nhánh 9 và nhánh 6 nha, tốc biến đánh. Nhánh 9 và nhánh 6, nhánh phụ của mình đó chính là heo lâu đó. Các bạn mà chơi hề nha, mà gặp những cái người giống như là lính thuê này, rồi mỹ nhân hương sư đó, các bạn lên cái nhánh trị thương lâu cho mình, xong rồi còn thêm cả cái mũi khoan nữa. Úi sồi ôi, lắp vào mà tông mấy ba bạn kia thì cũng mà trị thương đến mù quýt. Joker là cần skill đầu game lắm, cho nên là các bạn cứ lên nhánh 9 cho mình. Còn bạn nào kiểu chơi nhánh khác thì tùy theo cách chơi của các bạn thôi. Đã cứu thủ nhân rồi. Ông bồi ông cứu. Chạy đi đâu? Tay lái lụa miền Đông đây. Ông bồi đấy, đứng đã hóng hớt. Hóng hớt này. Trời ơi. Sao? Tông một cây này. Nhìn cái màu là đang đảo cam chắc luôn, nhưng mà không để cái cây trước mặt. Thanh niên số nhỏ của năm. Lính thuê tiên tri. Trời ơi, hít cú. Thanh niên cao bồi đang dính cái mũi khoan của mình. Đó, cộng thêm cái nhánh heo lâu nữa thì trời ơi, nhìn heo sốt cả ruột. Chết, không có nhánh 9. À quên, không có nhánh 6, mừng quá. Ông lính thuê đang heo cho cao bồi. Full kỹ năng rồi, bây giờ thì mình tông cũng khá là được ấy. Chạy đi các em. Ghế xa thế. Khiếp, vùng vẫy kìa. Mình nói thật luôn á, nếu mà mình có quả đầu của ông hề này á, gội đầu mệt luôn á. Nhìn muốn lười. Úi. Tiên tri né dẻo thế. À đây. Mèo mèo mèo, con mèo cu te phô mai que. Nhìn cái đuôi đẹp quá đi. Lắp cái này vô, đúng rồi.
lính thuê chạy mút chỉ sang bên kia rồi. Ngồi đấy mà tự sám hối bản thân đi. Đấy, các bạn đổi mục tiêu thôi. Đầu game các bạn đừng có dùi gì lính thuê. Thì mọi thứ các bạn thắng được khoảng 10% rồi đó. Còn đó là chưa tính là các bạn dí những người khác như thế nào. À, lại hit cú. Hit cú never die. Giời ơi. Ông bồi. Ow. Móc đều thế. Tức ghê thiệt sự. Cái nhạc nghe đúng hay luôn. Úi dồi ôi, này thì chữ Z này. Đầu hàng chưa mấy anh? À, lính thuê lại sống dậy rồi. Thôi, mời cô cậu lên ghế nha. Người lái tàu. Ông này mà lái cái thì chỉ có lên ghế ngồi thôi. Ngồi ngay ngắn lên ghế này. Chú còn lái tàu. Đi lung tung sao mà lái. À đây 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 đây. Thấy rồi thấy rồi. À, găng tay chạy nhanh phết. Úi dồi ôi, mày thế. Lái 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 lái. Trời ơi, mình lái hay ghê luôn á. Chơi con hề này là nó đảo camera để điều khiển nhân vật giống như là khó, có mức độ khó giống như là chơi For War á. Không cứu kịp tiên tri đâu. Bồi đây rồi. Chờ bồi nơi ấy. Ở đầu hàng rồi, hay quá đi. Ok các bạn đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ làm thêm một clip khác cho các bạn cùng xem. Tự nhiên hôm nay có hứng chơi ông này. Hồi nãy thì mình có mang cái phụ kiện thùng bột bắn ra mấy cái lửa giống như là cái bô xe thời xưa ấy. Mà bây giờ thì bô xe bây giờ cũng đầy cái bạch 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 bạch. Còn cái này là cái máy thôi miên, các bạn thấy cái vòng vòng đằng sau không? Cái này có cái hiệu ứng là vác bế sơ lên trên vai. Rất là hung bạo. Bạn nào mà lái kiểu như kém kém giống như mình á, thì lắp cái đầu tên lửa vừa được rồi. Nó đi chậm rất là dễ để mình có thể quay cam bẻ lái. Lắp thêm cái đuôi vô nữa thì nó đi nhanh lắm. Cho nên là nhiều khi mình đảo không kịp, mình tông vào tường rất là phí skill ra. Ở đây có dấu chân này. Có cái tai chứ. Này đi qua đây. Đâu rồi? Không thấy ai luôn. Wow, né hay thiệt sự. Ôi. Chán ghê luôn á. À. Thấy bạn rồi nha. Úi dồi ôi. Trông có chán không cơ chứ. Bán rồi. Hôm nay mình có gặp một cái bạn survival mới, Sophia. À, bắn sọ hay phết nhờ. Một máy nổ rồi. Úi dồi ôi. Cái gì vậy? Ow. Thôi xong. Nhảy chỗ này đâu có nhảy được đâu. Ngồi đây sám hối đi. À đây 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 đây, Sophia đây. Quay tay quay tay. Giời này. Quay tay núp đấy. Bốp. Đúng hài luôn đấy.
ma thuật sư nữa. Úi giời, mình bẻ lái chán ghê luôn. Tập trung đây đông như hội chợ ấy, đâm ra là máy không có ai sửa. Như thế lại mình lại được lợi, bởi vì máy không sửa thì cơ hội chiến thắng của mình cũng khá là cao. Chủ tế. Bà đừng có ỷ là bà. Có vòng là hơn tôi nhé. Bà muốn làm cái gì đây? Bọ kìa. Giời. Hai chị em body block cho nhau. Giời. Tung vào đầu thì cứ mà ôm đầu chạy thôi. Đừng có đùa với anh hề. Nếu mà các bạn không có lên nhánh chín sớm á, là các bạn không có skill tông sớm như thế này đâu, sẽ rất là cực khổ trong cái giai đoạn đầu game luôn ấy. Ông leo cũng vậy, cực, khá là cực. Đôi khi có lửa rồi nhưng mà cũng không biết là làm sao. Bắn cái con dung nham ra thì nó cứ ngu đần đần, khổ. Nhìn đồng đội chạy sốt cả ruột. Bà mỹ nhân giờ bà có sọ rồi, bà ấy tinh tướng lắm. Trời ơi, sọ đâu? Áo. À được. Chị thì hay rồi. Còn một máy. Ôi, bổn cung đau đầu quá đi. Team sửa máy nhìn phát khóc luôn ấy. Đây đây, có đứa nào đây, có đứa nào. À lại cái tai. Đứa nào nữa? Úi giời, bà thím bà lại quay tay, vận may sẽ đến. Đứng ở gần đây thôi, không đi đâu xa đâu. Đây rồi, thấy rồi. Úi giời ơi, bà đứng đấy mà bà quay tay. Chủ tế heo nhanh nha. Nhưng mà chủ tế gặp một nhân vật cực khủng về cái khống chế trị thương như mình thì phải phát khóc rồi. Cái tai ở gần đây chắc chắn là đang ở khu vực của bà côn trùng. Để mình quay trở lại mình cam. Đà. Mặt thằng hề đúng ác luôn ấy. Không thể yêu thương được. À, dấu chân. Ôi, phi ghê thế nhở. Ui dồi ôi, lại thoát được rồi. Ao. Ôi, hay quá. Giờ thì bạn bay luôn đi. Đây là cơ hội tăng tốc để có thể về đích. Hôm qua mình có xem một cái đoạn video clip cuộc thi tăng tốc của một bạn thí sinh. Lúc đầu thì cũng rất là buồn, bởi vì trận đấu này chắc chắn là mình không mang cái quả cầu đài truyền hình về được rồi. Xong rồi bạn ấy về đích quá là kinh khủng. Chọn một câu 20 điểm và hai câu 30 điểm, cuối cùng là giật hết, thắng luôn. Wow. Úi dồi ôi, né hay thế nhở. Quá là ghê gớm, thật sự luôn. Tai gần đây. Có người xung quanh đây. Ở đâu nhỉ? Cái hầm không có ở đây, tại sao lại ma thuật sư lại ở gần đây?
Vô lý. Lẽ ra phải đi kiếm hầm mới đúng. Đâu? Ơ quái nhỉ, trốn đâu nhỉ? Như con chuột ấy. À rồi 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 rồi, hai cái chấm đỏ. Ôi tốc biến hơi ẩu. Khu này thì cay đúng sướng đối với những người mang nhánh chín rồi. Ao. Ngon, chuyển sang khu khác cay đi bạn ơi. Bạn đừng làm khó mình như thế chứ, tội nghiệp mình. Ôi, có chừng, có chừng, có chừng. Đừng có heo sớm vậy. Rồi, rồi, rồi. Đầu hàng đi cưng. Yeah, thắng rồi. Ôi, mặt đúng ác luôn. Cái răng bị sún hay sao kìa. Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và đạt nhiều thành công. Bye bye mọi người.